Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu Bảy Vinh. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô F155 cho anh chị và các bạn ha. Tất cả các phiên bản cho anh chị và các bạn luôn, từ bản tiêu chuẩn, bản cao cấp cho tới bản giới hạn ha. Thì đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có em Vân sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Vân ạ. Hello tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ báo giá dòng xe F155 ở bên cửa hàng mình cho mọi người tham khảo ha. Thì đầu tiên dòng F155 thì phiên bản khóa chìa nha mọi người. Thì cái dòng phiên bản khóa chìa này hiện tại bên mình đang bán với giá là 46 triệu nha mọi người, đã bao gồm thuế VAT hết nha mọi người. Thì cái phiên bản giới hạn thì bên mình có màu trắng đỏ mâm đồng nha mọi người. Thì cái dòng này phiên bản giới hạn thì là xài khóa là khóa thông minh nha mọi người. Thì cái dòng này hiện tại bên Vân đang bán với giá là 49 triệu, cũng đã bao gồm thuế VAT hết cho mọi người. Bản này là bản giới hạn, phiên bản kỷ niệm 60 năm nha mọi người. Đây bên này cũng là màu vàng xám, cũng là một phiên bản giới hạn nữa nè. Đó, bản giới hạn thì có màu xanh. Đó. Đây, xanh vàng chanh, mâm vàng chanh. Hiện tại thì giá của nó là bao nhiêu em? Bản giới hạn đúng không anh? Thì đúng bản rồi. Giới hạn bên em hiện tại đang bán với giá là 49 triệu anh, đã bao gồm thuế VAT. Đặt trước bao nhiêu? Dòng này thì chỉ cần trả trước cho bên Vân là tầm 3 triệu là mình lên hồ sơ được. Okay. 3 tới 5 triệu nha mọi người. Bên cạnh đó thì có một phiên bản rất là đặc biệt luôn, đó là màu xanh ribi. Đúng rồi. Xanh ribi là một trong những phiên bản mà được nâng cấp từ năm 2022. Nó sử dụng màu xanh nhám. Năm 2021 nó sử dụng màu xanh bóng cho anh chị và các bạn ha. Hiện tại cái bản đó thì giá nhiêu em? Hiện tại cái phiên bản màu xanh ribi này bên Vân cũng đang bán với giá là 49 triệu nha mọi người. 49 triệu luôn, dạ, bản giới hạn luôn. Dạ đúng rồi. Rồi ok. Còn nếu mà bản tiêu chuẩn thì nãy em nói là 40 giờ mới. 46 anh. 46 như bản này. Bản này là bản cái này bản cao cấp, bản tiêu chuẩn. Bản là bản cao cấp, tiêu chuẩn khóa chìa. Tiêu chuẩn khóa chìa này. Tiêu chuẩn khóa chìa nha mọi người. Bản này thì 46, dạ, đổi màu thì anh. Cộng bao nhiêu? Đổi màu thì bên em chỉ cộng 1 triệu rưỡi, hỗ trợ da cà vẹt theo đúng màu xe. Không okay. Mất phí nha mọi người. Đặt chỉ cộng bên Vân là 41 triệu rưỡi. Nếu mà cái dòng bản từ bản khóa chìa này thì chỉ cần trả trước cho bên Vân cũng tầm 2 tới 3 triệu ha. Ok, 2 tới 3 triệu. Rồi. Thì đó là mình quay lướt cho anh chị và các bạn tham khảo một số mẫu của F155. Phía dưới thì cũng có F150, chắc là mình sẽ báo luôn cho anh chị và các bạn tham khảo ha. F150 thì cũng có phiên bản giới hạn. Một phiên bản mà mình muốn nhấn mạnh cho anh chị và các bạn biết đó là phiên bản xám bạc cam. Xám bạc cam nha mọi người, bản này bản giới hạn nhá. Bản này hiện tại thì bán bản rất này... chạy luôn. Con này giá sao em? Bản này hiện tại bên em đang bán với giá là 48 triệu. À 48 triệu, dạ, bao VAT luôn. Bao hết luôn cho mọi người nha. Nếu mà biển số hiện mọi người chỉ cộng giúp Vân thêm tầm... Biển số hiện là cộng thêm giúp Vân là 2 triệu tiền biển số nữa thôi nhá. Còn như thành phố thì biển thành phố thì nó cao hơn thì tầm 4 triệu trở lên ha mọi người. Thì cái bản F150 này thì bên Vân cũng đang hỗ trợ trả trước cũng chỉ tầm 2 tới 3 triệu là mình lên hồ sơ góp rồi nhá. Ok. Phía bên là màu đỏ nhám này, bên nữa là màu tím hồng hôn này. Bản này phía bên kia dạ đúng rồi, bản thường nha mọi bên người. Bên này là xám cam này, mấy cái này cũng đồng giá là 48 hết à, hay rẻ hơn. Cái này rẻ hơn bên kia 1 triệu nha anh. À, dạ, là 47 triệu. Thì cái thủ tục góp bên Vân á, chỉ cần chứng minh nhân dân là mình lên hồ sơ góp được rồi nha. Nếu như anh chị nào mình có thêm cái hộ khẩu hoặc là thẻ bảo hiểm y tế thì mang theo giúp Vân để hồ sơ duyệt được nhanh hơn và lãi suất được ưu đãi hơn nha mọi người. Thì các Vân nhắc lại một xíu nha, cái địa chỉ bên Vân là tổ 3 khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhá. Mọi người mà khi đến mua xe thì có liên hệ trước với Vân sẽ giảm giá từ 500 tới 1 triệu trực tiếp vào xe ha mọi người. Cái số điện thoại trên thì Vân có ghim trên màn hình, mọi người có nhu cầu quan tâm tới dòng xe nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho Vân, Vân sẽ hỗ trợ tư vấn và cụ thể hơn cho mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá.